Uh, khi mà cài Android 86 vào máy tính rồi đó um, thì nó sẽ bút lên nó sẽ khởi động mặc định là vào hệ điều hành Android như vậy là mỗi lần mình muốn vào cái hệ điều hành Windows của chúng ta thì uh, chúng ta phải bấm nút lên nút xuống rất là 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 bực mình uh, đâu phải lúc nào mình cũng thích vào Android 86 đâu cho nên uh, video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà uh, để cho nó khởi động mặc định vào Windows um, thì đầu tiên là các bạn cứ reset máy vào và không cần phải cấm bất kỳ cái gì vào hết luôn. À, rita cái máy, Rita máy. À, chúng ta vẫn làm giống như à, việc mà mình chỉnh sửa cái làm thay đổi cái độ phân giải của màn hình ừ, trong android 86 mươi Rồi tới đây thì khi mà vào màn hình đen thì các bạn cứ bấm bấm nút xuống nút xuống uh, liên tục bấm xuống liên tục liên tục liên tục à, để cho nó đi vô uh, đây nó bấm xuống liên tục để mình chọn chế độ debug mode ha. Rồi, ok, vào đó Thì ở đây tôi sẽ chỉ các bạn cách làm rất là nhanh thôi à, Đầu tiên á, thì mình vẫn mau Mau Open, remount Remount ở cái chế độ là Read and Write à, Cái thư mục MNT Rồi, thì nó sẽ remount rồi Nó remount xong rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp tục á, Là chúng ta sẽ sửa cái file group thì chúng ta sẽ vào thẳng cái vi luôn tức là viết viết vào cái file group thì mình sẽ viết vào mnt xịt nè group nè à, và xịt một cái là file menu chấm lst nha chấm lst là mình sẽ sửa trực tiếp vào file này tại vì coi video trước thì bạn đã hiểu rồi cái file menu lst thì nằm ở, ở cái thư mục mnt group thì muốn vào thư mục mnt group thì mình sẽ cd cd là di chuyển đến à, thì này thì thì vi rồi sau đó mình mới vi viết cái này thì mình cứ vậy rồi khi mà vào vào cái 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 uh, cái cái file menu chấm uh, lst đó chấm list đó thì các bạn thấy nè thằng này á là mặc định của các bạn sẽ là như thế này tại vì của tôi nó 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 khác của bạn uh, các bạn hãy của tôi nè nó để cái dấu gạch này ở bên dưới cái số 4 bên dưới số 4 điều đó có nghĩa là tôi đang ở cái chế độ là tôi đang ở chế độ là 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 là, là insert À, cái chế độ viết á là insert ví dụ tôi bấm số, à. À, tôi bấm số gì nè nó bạn thấy sao đi, à, rồi giả dụ như bây giờ tôi bấm gì nè nó quá trời luôn bây giờ nó hư rồi, nó hư rồi thì bây giờ à, mình muốn re reset lại mình muốn làm lại cái file này mà không lưu nó lại thì chắc các bạn chưa biết thì mình sẽ lúc này mình sẽ bấm là ship 2 chấm ha à. nè nè ship hay chấm nè Ok ha, ship 2 chấm. Ship 2 chấm. Đó. À. Ấy cha, cái chế độ này bậy quá. Ship 2 chấm. Ha, à, các bạn thấy là tôi bấm ship 2 chấm, hồi nãy tôi làm cái gì? À, hồi nãy tôi bấm F kép, tôi bấm F kép. Bấm F kép để làm chi? À, đầu tiên là bạn bấm F kép khi bạn sửa trên này là bạn bấm ship hai chấm thì ra cái hai chấm này ship a thì ra cái này cho nên là lỗi cho nên là bạn hãy bấm ép kép một cái bấm F kép đặng thoát nó ra trước thoát cái chế độ chỉnh sửa ra trước và bấm ship 2 chấm ship 2 chấm thì bên dưới cái màn hình đây nó sẽ ra cái dấu hai chấm ở đây à, thì lúc này mình sẽ là bấm quy là quýt và chấm cảm một cái quýt và không sao à, enter một cái thì nó ra cái file này Rồi nó 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 trở lại cái android android này thì mình bấm nút lên một cái mình bấm nút lên bấm nút lên nó bấm nút lên một cái à, thì nó sẽ lấy lại cái hàng mã này hàng mã vi này nó thì mình enter thì mình sẽ mở lại được cái file cũ của mình mà chưa có sale gì cả thì mặc định của các bạn á, là cái thằng default là zero default là mở mặc định của bạn là zero zero là gì là cái hàng này nè là nó sẽ mở mặc định vào cái android 86 này à còn nếu mà nó một thì nó sẽ mặc định nhảy vào cái debug mode hai thì nó sẽ mặc định vào debug not nomo reset ba thì debug video gì đó còn bốn đó là windows các bạn đếm nè không nè một nè hai nè ba nè bốn nè các bạn muốn nó mặc định chỗ nào thì bạn cứ để default bằng số số không này và bạn sửa là số 4 của tôi thì tôi chỉnh sửa mặc định là số 4 rồi đó thì tôi mặc định của tôi là số 4 ok rồi cái tiếp á, là cái vấn đề timeout, timeout là là cái thời gian mà chờ để nó nhảy vào mặc định. Thì thời gian chờ mặc định à, là cái thời gian mà nó nhảy à, khi mà các bạn không đụng gì vào bàn phím cả thì nó sẽ khởi động vào cái số 4 này, vào cái window này. Cho nên á à, cái thời gian mặc định này các bạn bình thường của bạn là 6 giây. À, sau 6 giây mà bạn không bấm cái gì cả thì nó sẽ tự động nhảy vào cái default default ban đầu của bạn là không Cho nên á, ở đây á, tôi sẽ chỉnh lại À, hồi nãy mặc định của nó 6 tôi đã chỉnh về 3 cho nên là bây giờ tôi sẽ chỉnh về không à, tôi chỉnh về à, một giây hoặc là hai giây tôi bấm insert đi à, tôi bấm insert tôi bấm cái nút insert này nè cái nút insert ở trên nút delete này nè tôi bấm nút này để để, để tôi sửa nó rồi tôi xóa nó đi bấm qua xóa ha à, tôi chỉnh về 2 giây hai giây là sao là sau hai giây thì tôi không bấm gì thì thì tự động nấy tôi có thể chỉnh về một giây sau một giây không bấm gì thì tự động nó nhảy vào Windows Windows là default là 4 nhảy vào Windows ok ha thì chúng ta chỉ chỉnh hai đó thôi còn mấy kia thì không ấy thì tôi chỉnh một giây sau một giây thì nó không ấy thì sao à, thì rất là đơn giản thôi à, khi mà khởi động lên á, thì ra màn hình đen á à, thì thì cái lúc mà tôi kêu bạn bấm xuống xuống, á, thì lúc đó là, một giây là dư xăng rồi à, một giây là quá dư xăng để cho ông ta ấy À, thì bạn muốn vào Windows nhanh thì bị delay một giây thôi một giây bạn không bấm gì cả thì tự động nhảy vào Windows vậy thôi cái video này các bạn sao nhé sao thì bạn vẫn làm tương tự bấm F kép để thoát ra chế độ edit và chúng ta ship Z Z à, ship Z Z thì nó về cái cái thằng này à nó về cái thằng này về thằng này rồi tiếp tục là chúng ta sẽ u um mau nó u mau xịt T rồi sau khi u mau mà mà đây nãy mình mau nó bây giờ mình mau á u mau nó là 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 eject, giống như usb check vậy đó dạng như vậy Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ là reboot nó nếu mà bạn thoát cái chế độ ra muốn thoát chế độ này ấy, thì bạn bấm exit còn bây giờ bạn không muốn thoát thì bạn reboot và reboot f reboot cách một cái f f này là cái parameter của nó thôi tôi không không hiểu nó là cái gì enter một cái thì nó sẽ re reboot lại thì bạn để ý nè để ý nè của tôi nó nó nhảy một giây nè nhìn nè nhìn nè Ha, tôi không ấy gì lại vô thẳng Windows luôn á. Trời ơi, tại vì tôi bấm nhanh quá, mặc định của nó là nó nhảy ở Windows. Ha, các bạn để ý. rồi xong, xin chào các bạn.